và bóng bóng an toàn của thủ thành Lại Tuấn Vũ. Rất đẹp mắt, tỷ số là 3-0 dành cho An Biên và đó là FC Equandi. Quá ngẫu hứng cho cú chạm bóng vừa rồi. 3-0 dành cho An Biên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đường truyền kiến tạo là của Trần Thanh Bình. Và một cú chạm bóng cực kỳ điều nghệ của FC Equandi. Rất hay, vừa qua rồi, đây là cơ hội. Quá tuyệt vời cho bàn thắng vừa rồi. Nguyễn Phát, thưa với các bạn, đội trưởng của Mimi FC. Cơ hội trở lại dành cho Xăng Dầu Đông Nam. Vẫn còn. Ngô Thắng. Một pha phản công chớp nhoáng của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Xăng Dầu Đông Nam. Đúng là như vậy. Bóng đã đi sát mép cột dọc và quá khó dành cho thủ thành Châu Hoài Thành.